Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Santa Ana đang truy lùng một nghi can ăn cướp một phụ nữ lớn tuổi tại tiệm giặt đồ. Theo thông cáo của Sở Cảnh sát Santa Ana, sự việc xảy ra nghi can vào một tiệm giặt đồ ở khu số 1200 ở trên đường McFarland và nhìn một số khách hàng chơi điện tử. Lúc đó, nhân viên của tiệm giặt đồ là một phụ nữ lớn tuổi đi ngang qua nghi can để vào văn phòng. Nghi can vừa đi lại gần bà từ phía sau, vừa rút dao ra. Khi đến gần, nghi can đẩy nạn nhân té xuống đất, đè lên người bà và dùng dao để cắt túi đeo ngang bụng của bà. Sở Cảnh sát Santa Ana cho biết sau khi cướp đồ của nạn nhân, nghi can chạy ra khỏi tiệm giặt đồ và chạy về hướng Bắc. Theo mô tả của Sở Cảnh sát, nghi can là người gốc Hispanic trong độ tuổi 20. Trong video từ camera an ninh, nghi can mặc áo lạnh có mũ trùm đầu màu xanh dương đậm, có chữ HCI trên ngực và mặc quần jean cũng màu xanh dương đậm. Sở Cảnh sát Anna kêu gọi công chúng cung cấp thông tin cho điều tra viên qua số điện thoại 714-245-8323. Và cũng lưu ý rằng trong cộng đồng người Việt chúng ta cũng rất nhiều tiệm giặt ủi là chủ, là người gốc Việt, cũng cần có những biện pháp phòng ngừa cho chính bản thân mình, vì trong thời buổi hiện tại rất là phức tạp và không biết càng về cuối năm thì sự việc này lại càng đáng lo hơn nữa. Một vấn đề luôn gây tranh cãi trong dư luận đó là liệu cuộc sống ở Mỹ có phải là thiên đường hay không. Bởi câu chuyện đó rất tào lao nhưng thực sự được nhiều người rất quan tâm về xứ sở Mỹ giàu. Xứ sở Mỹ tuyệt vời, xứ sở Mỹ là thiên đường, Mỹ là number one. Nếu theo lập trường của cá nhân tôi thì tôi không phủ nhận điều này. Quý vị có thể nghe người ta nói rất nhiều về xứ Mỹ, tùy theo lập trường của mỗi người cũng như là hoàn cảnh sống của từng người khác nhau. Tuy nhiên, sự thực về Mỹ có phải như là những lời nhiều người vẫn nói hay là không? Điều đó thực sự là không quan trọng. Quan trọng là do xuất phát điểm của từng người và nhận thức riêng của mỗi người. Khi nào quý vị có cuộc sống ở Mỹ, từng trường hợp, từng hoàn cảnh quý vị sẽ có những lối suy nghĩ riêng về cuộc sống ở trên đất Mỹ. Bên cạnh những người luôn ca ngợi về cuộc sống ở Mỹ, vẫn có không ít người lại nói Mỹ là xứ tồi tệ, bóc lột, Mỹ đẹp nhưng không có tình người, và thậm chí còn kêu than là Mỹ buồn chán. Nhưng chúng ta không bàn về điều đó bởi mỗi người mỗi quan điểm, không ai giống ai. Tuy nhiên, dù là có suy nghĩ như thế nào, cuộc sống ở bên Mỹ vẫn có những điểm chung mà ai cũng sẽ gặp phải. Những tâm sự sau đây của tôi sẽ là lời chia sẻ thực sự, những điều mắt thấy, tai nghe và chính bản thân tôi đã trải nghiệm. Khi sang Mỹ định cư, quý vị sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề. Nhưng nay tôi xin đề cập tới hai vấn đề quan trọng nhất, đó là phương tiện đi lại và nhà cửa và thôi. Có những thứ khi ở Việt Nam tưởng chừng là rất khó, nhưng qua Mỹ rồi ai cũng có thể dễ dàng sở hữu, đặc biệt là xe hơi. Xe hơi bên Mỹ quý vị có thể mua một cách dễ dàng với hai sự lựa chọn, trả tiền mặt hoặc là trả góp. Trong khi đó bên Việt Nam, ai có chiếc xe hơi đều sẽ nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người. Xe hơi gần như đã trở thành thước đo cho sự giàu sang hay là thành đạt ở trong nước. Nhưng bên Mỹ này thì không có như vậy. Quý vị sẽ có chiếc xe hơi trong chưa đầy một phút và nó cũng chỉ là một phương tiện đi lại, không hơn không kém. Có khác thì khác ở chỗ là người này có xe xịn, người kia có xe mắc tiền. Nhưng cái đó không quan trọng. Quan trọng là chiếc xe mình chạy có đảm bảo an toàn hay không. Tiếp theo là vấn đề về nhà cửa. Quý vị khi qua bên này muốn có nhà cửa, hãy cứ đi làm ổn định. Trong vòng từ 1 hoặc là 2-3 năm, có tích góp khoảng từ 3 đến 40 ngàn mua một căn nhà trả khoảng vài trăm ngàn rồi trả tiền gốc lãi trong vòng 30 năm. Giả sử như thời điểm mua một căn nhà khoảng 500 ngàn qua một vài năm, số tiền có thể tăng lên chừng là 700-800 ngàn, đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên, tôi tin rằng nếu quý vị chăm chỉ làm ăn và biết chi tiêu cân đối, thì việc mua nhà hoàn toàn không phải điều gì đó quá xa vời khi sống ở đất Mỹ này. Chia sẻ về hai điều này bởi vì lẽ nó là điều thiết yếu cho cuộc sống của mỗi người khi mà định cư tại Mỹ,
cũng như là mỗi người sống ở Việt Nam. Điều quan trọng ở Việt Nam là quý vị phải có một chiếc xe gắn máy là phương tiện đi lại. Và nếu quý vị không có ở nhà cửa thì quý vị vẫn phải ra nhà trọ hoặc là quý vị sống với cha mẹ quý vị mà thôi. Ở đâu thì cũng vậy, nếu quý vị chăm chỉ làm ăn, biết tính toán về lâu về dài thì cuộc sống sung túc ở bên Mỹ sẽ không khó để mà trở thành hiện thực. Còn với suy nghĩ ảo tưởng tiền từ trên trời rơi xuống qua đến Mỹ chỉ việc chơi và ăn và có tiền xài, đó là chuyện hoang đường. Không một quốc gia nào mà có thể tồn tại nếu như toàn những con dân của mình sống và ăn chơi không làm việc gì cả. Thế thì tự hỏi là cuộc sống của mình có đảm bảo hay không nếu chúng ta chỉ biết hưởng thụ mà không biết làm việc. Chúng ta chỉ biết kêu ca và không biết cố gắng vượt qua những thời gian khó khăn ban đầu. Những giá trị ở Mỹ mà không thể nào dùng tiền mà mua được. Chúng ta sống tại Mỹ mà không biết những điều này thật là không phải. Ca sĩ Madonna đã từng nhổ nước bọt vào mặt một bà cụ và lập tức tòa án liên bang đã phán quyết cô phải bồi thường là 5 triệu đô la Mỹ, tức là khoảng 113 tỷ Việt đồng Việt Nam cho bà lão. Quan tòa nói rằng sở dĩ mức phạt nặng như vậy không phải bởi miếng nước bọt đó đã mang đến tổn thương lớn ngần nào cho bà cụ. Lý do là với những người có tiền như Madonna, nếu chỉ phạt bồi thường 50.000 đô la, lần sau cô ấy chắc chắn sẽ tái phạm. Có thể cô ấy cũng sẽ gây tổn thương cho hơn 10 người khác nữa. Điều thứ hai đó là ở Mỹ không có một hãng truyền thông nào thuộc vào chính phủ, bởi vì pháp luật nước Mỹ quy định không thể lấy tiền của dân chúng để dát vàng cho mình mà lừa mị, mê hoặc dân chúng. Kênh truyền thông duy nhất mà chính phủ Mỹ bỏ vốn làm chủ đó là đài phát thanh VOA của Mỹ, nhưng nó không được phép phát sóng trên đất Mỹ. Trong con mắt của người Mỹ, dư luận nên phải tự do, nhiều nguồn, muôn hình muôn vẻ và thậm chí là mâu thuẫn lẫn nhau. Nước Mỹ coi trẻ em là một tài sản quý báu của quốc gia. Trẻ em được pháp luật che chở cẩn thận. Nếu bạn không có tiền gửi con ở nhà trẻ, chính phủ sẽ chi trả, hoặc không có tiền mua sữa bột, chính phủ cũng sẽ cung cấp. Ngoài ra còn có nhiều chính sách đặc biệt trợ cấp cho phụ nữ mang thai, sản phụ thu nhập thấp và trẻ em chưa đến 5 tuổi. Các gia đình thu nhập thấp có thể nhận được bữa cơm dinh dưỡng sáng và trưa miễn phí. Nếu như không có tiền thuê nhà, chính phủ cũng sẽ chi trả. Hơn nữa, quy định trẻ nhỏ cần phải có phòng ngủ riêng. Ở nước Mỹ, bạn sẽ không bao giờ bắt gặp hình ảnh trẻ em đi xin ăn. Có một bà mẹ mải mê bận rộn việc nhà, nhất thời không để ý trông con. Đứa con chẳng may ngã xuống bể bơi chết đuối trong lúc người mẹ đang đau khổ không thôi, thì bất ngờ nhận được giấy triệu tập của tòa án. Lý do mà tòa án đưa ra vô cùng đơn giản là bà đã không làm hết trách nhiệm của một người giám hộ nên đã phải đối mặt với việc bị tuyên án. Điều đó cũng giúp cảnh tỉnh ý thức chăm sóc con trẻ cho hàng triệu người mẹ khác. Người Mỹ quan niệm một đứa trẻ trước hết thuộc về bản thân nó, đứa trẻ đó mang theo vô số quyền lợi sống vốn có trong xã hội này, không kể là bản thân nó có ý thức được hay không, không kể là nó có thể lớn lên thành người hay không, xã hội này có tầng tầng pháp luật để mà bảo vệ nó. Kế đến đó là ở Mỹ, người dân có bệnh thì bệnh viện cần phải điều trị trước, sau đó mới gửi hóa đơn viện phí đến nhà bệnh nhân. Nếu không gánh nổi khoản tiền trị liệu thì các tổ chức từ thiện hoặc là chính phủ sẽ ra mặt giải quyết. Trong trường hợp người nghèo khó chỉ vì không có tiền chi trả viện phí mà bệnh viện ngưng điều trị thì những người có liên quan sẽ bị chất vấn và nhận chế tài của pháp luật. Trong chiến tranh vùng vịnh lần thứ hai nổ ra vào tháng 3 năm 2003, quân Mỹ huy động lực lượng quân sự lớn mạnh tấn công tầm xa trong sa mạc. Quân đội của nhà độc tài Saddam Hussein binh bại như núi đổ, nhếch nhác bỏ chạy. Lúc này thì trong cát bụi mịt mờ, một chiếc xe vận tải của quân Mỹ mất phương hướng lạc vào trận địa của quân địch. Người lái xe là một nữ quân nhân tên là Lyra, đã bị thương và bị địch bắt giữ làm con tin để vào uy hiếp quân Mỹ. Cô bị nhốt ở một nơi hẻo lánh bí mật và bị canh giữ sát sao. Vì để cứu Lyra, quân Mỹ đã huy động đột kích hải báo, tấn công mãnh liệt khiến cho quân địch mất phương hướng,
hoảng loạn tan vỡ. Chỉ trong thời gian mấy phút, quân Mỹ đã giải cứu thành công Lyra. Cô nhanh chóng được đưa về hậu phương điều trị. Chiến tranh kết thúc, Lyra cùng với hai binh sĩ Mỹ từng bị bắt giữ khác trở về quê nhà và được chào đón như những người anh hùng. Điều được giảng trong tuyên ngôn độc lập của Mỹ không phải là quần thể quốc gia, thậm chí không hề giảng đến dân chủ. Điều được giảng là ba quyền lợi lớn: quyền sống, quyền được tự do và mưu sinh hạnh phúc. Ba quyền lợi này đều là quyền lợi của cá nhân, không phải là quyền lợi của quần thể hay quốc gia. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.